Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 16 tháng 1, trạm thu phí tại cầu Móng Sến thuộc xã Trung Chải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai sẽ bắt đầu tính phí với mức thu từ 24.000 đồng đến 117.000 đồng một lượt tùy loại xe. Theo đó, từ ngày bắt đầu thực hiện thu phí đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 sẽ áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã bao gồm thuế suất giá trị gia tăng 8%. Cụ thể, mức thu 24.000 đồng một vé một lượt áp dụng cho các loại xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe vận tải khách công cộng. Bốn nhóm phương tiện chở khách, chở hàng hóa có số chỗ ngồi, tải trọng, kích thước lớn hơn, mức giá qua trạm được áp từ 34.000 cho đến 117.000 đồng một vé một lượt. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã bao gồm thuế suất giá trị gia tăng 10%. Theo số liệu đã thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan thì xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đã đạt trên 207.600 tấn với trị giá là gần 600 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 74% về lượng và tăng hơn 68% về giá so với tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất trong 15 năm qua. Tính chung thì năm qua xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,62 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên, kim ngạch đạt mức cao kỷ lục hơn 4,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6%. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 2.614 đô la Mỹ một năm, một tấn, tăng 14,5%. Sản lượng giảm nhưng kim ngạch tăng là do giá xuất khẩu trong 12 tháng liên tục tăng mạnh. Hiện nay thì cả nước ta có hơn 1 triệu doanh nghiệp, nhưng không nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với gói vay hỗ trợ 2% lãi suất của 4.000 tỷ đồng. Đây là thực tế được Hiệp hội Doanh nghiệp Quản trị gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi giám sát chuyên đề, giám sát về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết 43 của Quốc hội được ban hành nhằm hỗ trợ được doanh nghiệp các chính sách miễn giảm thuế. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách trên một số lĩnh vực vẫn gặp những khó khăn bất cập do đối tượng ngành nghề áp dụng cho vay còn bất cập. Trong mấy cái gói mà 40.000 tỷ giống như anh Thắng nói thì hiện nay cả một cái tỉnh này mà cho vay được coi như là được mấy doanh nghiệp thì đó không giải quyết được vấn đề cho xã hội hết. Trong đó là 11 đối tượng, chứ không phải là 1-2 đối tượng. Bởi vì những cái chính sách đó cũng phù hợp với thực tế. Tức là cái đáng lẽ ra cái quy định là ví dụ chẳng hạn là ngân hàng phải kiểm tra những phương án có khả thi thì cho vay. Còn nói chung là cũng phải chịu rủi ro, nhưng mà nói chung là nói là khi vay thì là có như là phải có hiệu quả tốt hơn được. Như thế nào gọi là tốt hơn được thì nói chung là doanh nghiệp là bỏ tay. Tất cả các ngân hàng thương mại trên địa bàn ấy, là tập hợp lại những cái khó khăn vướng mắc đó cho ngân hàng nhà nước, và ngân hàng nhà nước đã chuyển cái kiến nghị đấy lên ngân hàng trung ương, và ngân hàng trung ương cũng đã chuyển qua văn phòng chính phủ rồi. Nhưng mà doanh nghiệp nói là mãi là không chịu sửa đổi. Và hiện nay thì cái nghị định 31 này đã hết hạn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ tổng hợp những kiến nghị này và sớm trình Quốc hội Chính phủ giải quyết trong thời gian tới.